AK Shop xin chào 800 quý thượng đế YouTube và Facebook. YouTube màn hình, đây là con Vision mới hiện nay của Honda. Vision mẫu 2021-2022. Thì với Vision này sẽ có hai bản, một bản tiêu chuẩn, bản khóa chìa và bản nâng cao, bản cao cấp là khóa smart key. Thì với bản tiêu chuẩn là nó sẽ không có đờ mi các bạn, không có luôn cái đờ mi đèn màu trắng này nha. Cái sọc vẫn có nhưng mà nó không có đèn thôi. Còn option cao xe bản cao sẽ là có đờ mi sẵn. Như video này vẫn là xe bản cao, có sẵn cái đờ mi trắng như thế này, nhưng mà nó không có đờ mi màu xanh như video đây. Thì hôm nay chủ xe yêu cầu là làm thêm một cái đờ mi màu xanh ở dưới cho đẹp mắt. Riêng nguyên bản nó chỉ có mỗi cái màu trắng như viền dài như thế này nha. Thì với xe bản thiếu, mình hay gọi là bản thiếu á, bản tiêu chuẩn nó không có đờ mi thì vẫn có nhận làm lên đờ mi chứ các bạn. Mình đã làm một video rồi. Còn nếu mà bạn muốn lên Audi A11 luôn vẫn được, là làm cái nhiều màu chỉnh áp trên cái sọc đờ mi zin của xe á, mình vẫn có video luôn. Hoặc là các bạn làm quả tiết Audi, quả tiết thì mình sẽ làm lại toàn bộ bên trong cái đèn, mình làm lại cái quả tiết là cái hình ảnh á trong đèn mà ha. Thì như bạn thấy như video này á là option đơn giản lắm, vẫn là cái đờ mi zin vẫn giữ lại, nhưng mà làm thêm hai cái đờ mi màu xanh băng dưới này. Như trên video là màu xanh băng nha, chứ mà xanh dương tính chất xanh nó sẽ đậm hơn các bạn. Còn xanh băng á là xanh kiểu là xanh dương với trắng nó pha là nên xanh nhạt nhạt giống như xanh nước biển á. Cái màu này nhìn nó đẹp mắt lắm, nhìn nó lên chiếc xe nhìn nó sang hơn, nhìn nó sáng chiếc xe bằng hơn so với màu xanh dương. Thời điểm 1-2 năm trở lại đây là anh em xài xanh băng khá nhiều so với màu xanh dương. Thời điểm mình làm cái video này cũng là ngày cuối của tháng 5 2022 rồi đó. Thì option là xe này là pha 2 tầng đã được thay rồi. Pha zin nó sẽ không phải như thế này các bạn nha. Đây là pha Z-Bac, hàng của Z-Bac luôn. Hàng chính hãng Z-Bac thì trên cái mặt kính ở trên này sẽ có logo Z-Bac này, các bạn nhìn kỹ nè. Đó, đây các bạn. À, ngay ngón tay mình chỉ có đóng chữ Z-Bac luôn. Đây là cách nhận biết hàng chính hãng của Z-Bac các bạn. Thì cái pha nó sẽ có hai màu trắng và màu đen. Màu đen thì nhìn nó sẽ ngầu chiếc xe hơn, nó lì nguyên chiếc xe xuống nhưng mà nó ngầu hơn. Còn màu trắng thì cái lớp xi ở ngoài nó có màu trắng giống như zin, nhìn nó sáng chiếc xe. Nhiều bạn hay thắc mắc là giữa trắng zin độ sáng nó như nhau không? Thì độ sáng nó như nhau các bạn. Bởi vì trắng hay đen á thì cái nó chỉ là khác những cái màu chỗ cái viền cái kiểu cái đèn thôi. Còn cái lớp phản quang bên trong nó vẫn là màu trắng nên phản quang nó ra như nhau các bạn nha. Chứ không phải là chó đen thì cái độ sáng nó giảm đi so với chó trắng đâu. Đó các bạn. Rồi các bạn nhìn chị cái đờ mi này đơn giản là mình sẽ làm gia thêm, tại zin nguyên bản nó không có, zin nguyên bản nó có sẵn vậy nhưng mà không có lỗ phía sau. Thì đương nhiên là phải xử lý từ bên trong, làm đường điện lại khi tháo gáp là đương nhiên sẽ có cấm tiện tháo gáp, không có phải mà xử lý dây gì hết. Mình xử lý dây từ ban đầu một lần luôn, rồi sau đó tháo gáp với việc là rút dắt, rút đèn ra nếu mà có cần bị tháo gáp. Cái điều đó thì đương nhiên rồi, khi mà làm điện cho những cái đèn như thế này, những cái này là sự đơn, cái này chỉ là đơn giản thôi. Còn những bộ đèn mà nó phức tạp hơn thì vẫn phải tìm cách xử lý như thế nào cho tiền cho việc tháo lắp các bạn. Vẫn có chất cấm đầy đủ mà ha. Thì ngoài cái phần đờ mi như video này, có thêm cái phần 7 màu đồng hồ đối với Vision mới này. Vision mới hoặc là những con Vision đời trước, đời 2018, 2019 đồng hồ là điện tử rồi. Rồi hoặc là những chiếc Black, một chiếc xe Honda Lee thì đồng hồ bản cơ bản là màu kim. Màu kim như thế này là giống nhau các bạn nha. Đó. Bây giờ mình sẽ khởi động động cơ lên để bạn hãy gõ nha. Khi lên ga là kim nó sẽ như thế này đó bạn. Thì cái phần màu trên đồng hồ nó sẽ là full màu luôn, nhưng mà chiếc xe này yêu cầu sẽ đơn giản hơn là cái phần chỗ mà LCD nhỏ này không làm để riêng nguyên bản. Còn nhưng mà khi nhận làm một đồng hồ full 7 màu đó, mình làm cái trên cái dưới cho bạn luôn, làm full đầy đủ luôn cả trên cái dưới các bạn nha. Cái video này làm theo cầu của chú xe là anh chỉ làm cái phần trên chỗ tốc độ của xe thôi, chỗ km trên giờ đó. Còn cái chỗ LCD nè sẽ là giữ zin nguyên bản, không có làm full màu các bạn. Đó, như này các bạn ha. Thì bản thân xe này không có tắt đèn, zin nguyên bản sẽ không có tắt đèn, nó sẽ có nhiều cách để xử lý tắt đèn các bạn. Đó các bạn. Thì bản thân xe này không có tắt đèn thì các bạn muốn làm tắt đèn sẽ có 3 cách. Cách thứ nhất là thay cái nút có pha zin thêm một cái nút, thêm một cái tầng nhỏ thì mình tắt đèn. Thứ hai là móc công tắt đèn. Thứ ba là tích hợp vô nút vaccine tắt đèn. Giải pháp là tích hợp vô nút vaccine sẽ có auto vaccine như thế này bạn. Đây gọi là auto vaccine. Thì cái phần tắt đèn tích hợp vô nút vaccine có auto vaccine
thì theo mỗi nơi cái cách sử dụng nó khác và cái lập trình chuyển mạch nó khác và cách hiển thị cũng có khác nha, không có nơi nào giống như nơi nào. Tại các bạn đó nhiều thì tại vì các bạn hãy tham khảo và ủa sao cái này nó hay hiển lúc auto boosting nó khác mà của tôi là không có auto boosting, nên là của tôi có auto boosting mà nó nháy nó khác. Nói chung là cái phần tắt đèn này nè, thì trên thị trường nó có vô vàn sản phẩm của những vô vàn thương hiệu khác nhau rất là nhiều, nên mỗi nơi sẽ có cách là lập trình những cái OC điều khiển nó khác nhau hoàn toàn các bạn. Đó thì đây, trên này xe thì có sẵn thì mình giới thiệu thêm, còn nếu mà xe bạn nguyên bản không có pha hai tầng, bạn muốn làm bát xin tắt đèn hay là các bạn muốn làm tắt đèn thì bên mình vẫn có những option làm cho bạn, vẫn là pha hai tầng CBS đầy đủ. Thì với những cái option cho Vision mới này thì hiện nay cũng có rất nhiều video rồi, và là những Vision đời 2017-18-19 với cái phần Audi là có thể tham khảo mẫu qua lại với nhau. Pha hai tầng CBS có đầy đủ các bạn luôn, phim mỹ màu đồng hồ các bạn ha. Rồi hôm nay chỉ đơn giản là làm thêm cái dummy cho Vision. Bản chất xe này là bản cao, bản mắt cây đã có dummy sẵn màu trắng, nhưng mà nó chưa có đẹp, chưa có lạ mắt được như thế này. Để hoàn chỉnh như này mình thêm cái dummy nhỏ dưới màu xanh băng, xanh băng một màu đỏ hoặc màu xanh lá, màu trắng tùy các bạn. Nhưng mà riêng nguyên bản nó màu trắng thì màu này các bạn nên chọn là xanh dương, xanh băng, xanh lá đỏ thì nó nổi hơn, chứ chọn màu trắng nó sẽ trùng, nhìn nó không có phân biệt gì khác. Còn các bạn chọn cái màu khác nó nổi lên như thế này nó đẹp hơn, đúng không? Rồi video này cũng sẽ kết thúc các bạn. Cảm ơn các bạn dành thời gian xem video và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Thời gian làm việc của shop mình là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối và làm việc suốt tuần của bạn nha. Mọi người xin cảm ơn và xin chào các bạn. Đây mình thử bạn coi cái auto boosting trên cái đèn CBS nè. Các bạn không muốn thay pha CBS cũng được, các bạn để chế riêng các bạn gắn bông đèn pha LED cũng được. Đèn pha LED xe này sử dụng chân hất 4. Đèn pha LED là sử dụng chân hất 4. Rồi, xe này để là để thay phần đèn pha LED xi nhan bằng LED luôn. Ngoài thay xi nhan bằng LED, anh chủ xe anh có dán thêm cái đèn canh màu vàng ở ngoài như thế này nha. Nó mới ra các bạn nhìn kỹ là lúc chưa lên đèn nó còn cái lớp vàng vàng. Cái này là dán đèn canh bên ngoài chứ không phải là zin nguyên bản. Zin nó là vẫn là kiến trong, nhưng mà này chủ xe anh muốn lạ đi xíu, đẹp hơn xíu thì anh dán lớp đèn canh bên ngoài. Còn xi nhan này mình thấy đã là đã thay xi nhan LED luôn. Xe này là mình đã làm trước đây rồi, là làm miếng option nhẹ là thay LED này kia. Thì hôm nay là nâng cấp thêm phần đồng hồ và cái phần đèn dummy nhỏ bên dưới như thế này các bạn. Xi nhan này trước sau luôn, trước sau đã thay LED. Thì LED sử dụng chân T10 đúng không? Để mình coi cái phần ngoài sau này. Phần ngoài sau đây đúng rồi đã thay LED luôn. Ngoài sau anh cũng phải dán xi nhan màu vàng. Còn bóng đèn hậu thì chưa thay bóng LED. Các bạn muốn thay bóng LED vẫn được. Các bạn muốn thay loại mà thắng chớp chớp F1 có tùy các bạn. Hoặc là các bạn muốn thay cái loại mà hoạt động như bóng zin đó là sáng nhẹ thắng sáng mạnh, nó vẫn có các bạn. Chào các bạn nha, mình cũng xin kết thúc ở đây.